Hello anh em, tiến đến hạn lại lên đúng không? Mình sẽ chia sẻ với anh em về cách thực hiện skill 1 người mà theo tôi nó là hiệu quả nhất và cũng dễ dàng thực hiện nhất. Anh em nhớ là dễ dàng thực hiện nhất nhé. Bởi vì không cần quá nhiều thao tác, nên tôi nghĩ việc anh em sử dụng 3 cái skill này thì nó ít bị ảnh hưởng bởi kết nối hay là mạng kém hay delay đấy. Ok, cái skill đầu tiên là Chop Turn, hay còn gọi là skill Ronaldo Turn, là skill giật gót đổi hướng bóng ở tốc độ cao. Cái skill này thì phù hợp với những pha bứt tốc và bó vào trung lộ từ hai bên cánh anh em nhé. Cách thực hiện ở đây, khi anh em đang dẫn bóng ở tốc độ cao ấy, anh em sẽ bấm dash 2 lần và vuốt thả điều hướng. Thì vuốt thả theo cái hướng nào thì tùy hướng anh em tấn công nhé, anh em làm theo video ấy. Skill thứ hai nó là Marseille, hay còn gọi là Zidane Turn đúng không anh em? Mình nhắc đến cái skill này thì người ta nghĩ đến cái gọi là gương mặt thương hiệu đầu tiên nó chắc chắn là Zidane rồi. Là skill xoay bóng qua người, hay còn gọi là cái skill xoay 360 độ để qua người anh em nhé. Skill này thì nó rất phù hợp để sử dụng trước vòng 16m50, bởi vì anh em rất dễ dùng nó để câu những quả đá phạt hay thậm chí câu phạt đền luôn đấy. Cách thực hiện ở đây thì anh em sẽ bấm dash 1 lần và sau đó vuốt thả điều hướng. Vuốt thả điều hướng thường thường ở đây là anh em vuốt thả lên xuống nhé. Còn hẹn anh em những video tiếp, tôi sẽ làm những cái skill nó phức tạp hơn một chút nhé. Cảm ơn anh em đã xem đến cuối video. Anh em đừng quên để lại cho tôi một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh để tôi có động lực ra những video tiếp theo nhé.